Chú Sáu ơi, lúa nhà con ngâm giống qua một đêm đã nhớt và mùi quá. Hơi, chú cũng đang nhức đầu vụ này đây. Anh hai chú Sáu khỏi lo, dùng ngay nitrit SB có kho lúa vàng. Đâu, Út nói rõ chú nghe coi. Dạ, nếu dùng nitrit SB trộn với lúa giống rồi ngâm nước 24 giờ, sau đó đem ủ 36 giờ, thì hạt lúa mọc đều và mầm dài gấp đôi luôn. Ngoài ra nitrit SB còn giúp hạt lúa kháng được các bệnh có từ hạt lúa và nước ngâm giống không bị hôi. Nếu dùng để tăng lượng đạm thì sau khi gieo lúa 10 ngày, chú pha 5 gram bình phun 20 lít nước, phun từ 2 đến 3 bình trên 1.000 mét vuông. Nitrit SB sẽ tổng hợp đạm trong không khí để cây lúa hấp thu trực tiếp. Lúc đó mình có thể giảm đến 20% lượng đạm cần bón cho cây lúa đó chú. Có phải nitrit SB của công ty 2 chữ A nhập từ Mỹ về và phân phối ở Việt Nam không Út? Đúng đó anh hai. Nhưng anh và chú nhớ nhìn lá lúa nghe. Thấy tốt rồi thì đừng có phun nhiều. 2 tuần phun một lần thôi. Khi thấy tốt quá thì đừng có phun hoài nha. Hờ, vậy ra đại lý mua nitrit SB về cho anh hai và chú Sáu xài liền đi con. Tuyệt quá. Dạ, con đi liền. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự Đài Truyền thanh Vũng Liêm đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.